Nhà đất Bảo Hoàng xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả quý vị khách hàng cũng như tất cả quý vị các nhà đầu tư. Cùng gặp lại tất cả mọi người trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh nhà thông báo ký gửi nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Và cũng rất là vui mừng được chào đón quý vị đến với thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương để tham quan một căn biệt thự mà buổi sáng hôm nay nhà đất Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý vị. Và những hình ảnh đầu tiên mà Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý vị đó là bên trong không gian của căn biệt thự hơn 300 m2. Hiện hữu tại một trục đường rất lớn, đó là trục đường Lê Hồng Phong thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Và quý vị khách hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu một căn biệt thự thì hãy dành ít thời gian để xem video này. Và hình ảnh đầu tiên mà Hoàng chia sẻ đến cho quý vị đó là bên trong không gian của căn nhà và những nội thất, những thiết kế đi kèm dành riêng cho căn biệt thự đặc biệt này. Đó là những thớ gỗ được ốp phun tường và ngay cả mặt trần cũng được ốp kín gần như là toàn gỗ nội thất thưa quý vị. Và đây là những thớ gỗ được chuyển từ ngoài miền Bắc vào để thiết kế cho căn nhà. Vì vậy đây là một căn nhà, ngay hình ảnh đầu tiên quý vị sẽ thấy được đó là mức độ giá trị của căn nhà từ những thớ gỗ được làm từ gỗ đỏ và những loại gỗ mắc tiền được chủ nhà mua và vận chuyển từ ngoài Hà Nội vào để lắp ráp cho căn nhà. Và không gian mà quý vị đang thấy đây, đây là một không gian tổng thể của khu vực tầng trệt, bao gồm phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ tại tầng trệt đối diện với phòng bếp. Vâng thưa quý vị, những đồ dùng trang trí, mặt tường, mặt trần, những bộ ghế bàn cỡ lớn đều làm từ gỗ nguyên khối thưa quý vị, gỗ nguyên khối, những loại gỗ rất là mắc tiền, rất là giá trị. Và đây là một căn biệt thự được gọi là tuyệt phẩm tại khu vực thành phố Dị An, đặc biệt là phường Tân Đông Hiệp thưa quý vị. Với diện tích tổng của căn biệt thự là trên 300 m2, với thiết kế một trệt một lầu, 4 phòng ngủ công năng, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, sân thượng trước, 2 sân thượng trước, 1 sân thượng sau ở phía dưới, phòng khách, phòng bếp, gara xe hơi cực rộng mà xíu nữa đây Bảo Hoàng sẽ chia sẻ đến cho quý vị khu vực gara phía trước căn biệt thự cũng như là trục đường tuyệt đẹp tựa như Đà Lạt mà một xíu nữa đây Bảo Hoàng sẽ dẫn mọi người ra phía trước để từ từ chúng ta cùng tham quan khảo sát căn biệt thự đặc biệt này. Vâng, trở lại với khu vực phía trước căn nhà, đó là trục đường và không gian gara của căn nhà chúng ta. Và như Bảo Hoàng đã chia sẻ, căn nhà chúng ta có tổng diện tích rất là lớn, trên 300 m2, với chiều ngang là 8 m và chiều dài là 38 m, nở hậu 9 m thưa quý vị. Một căn nhà, một căn biệt thự tuyệt đẹp với diện tích không gian cực rộng, với khoảng trống diện tích ở phía trước như thế này, quý vị chúng ta có thể đậu một lần 4 chiếc xe hơi và rất nhiều những chiếc xe máy kèm theo trong khu vực gara xe hơi của nhà mình. Với những cái mảng xanh, đó là những cái chậu cây bonsai rất là lớn được trồng ở phía trước và phía trong không gian gara xe hơi của gia đình chúng ta, rất là đẹp. Còn đây là khu vực phía trước cổng chính của căn nhà chúng ta với những cây cổ thụ rất là lớn, vừa tạo cảnh quan đẹp cho môi trường, đồng thời cũng tạo bóng mát cho căn nhà của chúng ta và mức độ thẩm mỹ nhờ những cái cây cổ thụ tô điểm vào rất là đẹp. Với chiều ngang 8 m và chiều dài là 38 m, nở hậu 9 m, chúng ta sẽ có một căn nhà tổng diện tích rất là lớn thưa quý vị. Còn đây là phía trước mặt tiền trục đường di chuyển ra đường lộ của nhà mình, nằm ngay một ngã ba. Và hiện tại thì gia chủ đang cho hàng xóm nhà kế bên đổ nhờ một số xe cát ở phía trước mặt tiền để xây dựng nhà kế bên. Vâng, căn nhà chúng ta có một ngã ba rất là thông thoáng và những căn nhà lớn ở phía trước và bên phải, bên trái căn nhà của mình.
Vâng, căn nhà chúng ta có một cái đường đi ra đường lớn rất là gần và rất là rộng nữa quý vị. Với chiều ngang là lòng đường là 6m. Ô tô có thể thoải mái đậu ở ven đường. Và đây là dốc xuống trục đường. Nếu quý vị khách hàng chúng ta di chuyển ra bên tay trái, chúng ta sẽ ra với cao tốc Tân Vạn với khoảng cách tầm 50m. Còn nếu quý vị khách hàng chúng ta đi lại với đường lớn của phường Tân Long Hiệp, đó là trục đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Thị Minh Khai mà từ Chiêu Liêu thì khoảng tầm 200m thôi quý vị, rất là gần. Với trục đường lớn như quý vị đang được xem qua màn hình, trục đường lớn dân cư đông đúc với những căn biệt thự, nhà lầu hoàng sang trong khu vực. Vì vậy, với vị trí tuyệt đẹp giáp ranh với những trục đường lộ lớn như quý vị đang được xem qua màn hình, với các phương tiện lớn có thể thoải mái được phía trước đường điện của nhà chúng ta, như là những cái đường hẹp bị kẹp trong khu vực như là chợ ngay Chiêu Liêu, ngay là từ Chiêu Liêu, các cái trung tâm thương mại, siêu thị nhỏ vừa và siêu thị lớn cũng rất là gần với căn nhà của mình, khoảng cách là 200 đến 250 mét. Ngoài ra trường học cũng có ba trung tâm y tế gần gũi, rất là gần với căn nhà của mình trong bán kính khoảng cách là 1,2 km mà thôi, rất là gần thú vị. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa khảo sát sơ bộ về trục đường phía trước mặt tiền của căn nhà mình, một trục đường thông từ phía dưới lên trên căn nhà của chúng ta và di chuyển ra với những trục đường lớn như là trục đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn để chúng ta có thể đi thành phố mới Bình Dương, thủ dầu một, hay là về lại với thành phố Biên Hòa trên trục đường quốc lộ 1K, về lại với thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rất là gần với những trục đường lớn, đó là đường DT 743, đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, đường quốc lộ 1K. Thú vị, rất là gần với những trục đường lớn, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, chợ trong bán kính khoảng cách là tầm 250m đổ lại, thưa quý vị. Và cùng trở lại với khu vực gara xe hơi của nhà mình và những hình ảnh Bảo Hoàng vừa chia sẻ, thưa quý vị. Với diện tích chiều ngang là 8m và chiều sâu là 38m, nở hậu 9m, với thiết kế tuyệt đẹp, một căn biệt thự vừa có khoảng trống không gian, khu vực vườn, gara xe hơi với phòng bếp, phòng khách cực rộng, 4 phòng ngủ, 1 phòng xông hơi, phòng tắm và phòng thờ. Sân thượng phía trước thì có hai cái sân thượng với quang cảnh cây trồng bonsai được trồng rất là nhiều trong không gian gara xe hơi của nhà mình, với không gian rộng thoáng. Và như Bảo Hoàng đã chia sẻ, với diện tích không gian của gara xe hơi nhà mình thì có thể đậu được 4 chiếc xe hơi cỡ lớn và rất nhiều những chiếc xe máy kèm theo. Và đây là mặt tiền phòng khách và phòng ngủ tại lầu 1 của căn nhà chúng ta, cũng như là thiết kế tổng quan công trình của chúng ta. Với thiết kế mái thái 50, chúng ta sẽ có một bên là nghiêng 45 độ, mái thái xuôi khá là đẹp. Với những cái cổng trụ không gian để chúng ta tiếp khách bên ngoài, một không gian với những chiếc bàn được sơn phết nhiều màu sắc rất là đẹp, với một tủ nuôi cá rất là đẹp, không gian rộng rãi thoáng mát để chúng ta có thể vừa tiếp khách ở bên ngoài cũng như là bên trong. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với khu vực phòng khách và phòng bếp. Như những hình ảnh từ đầu video mà Bảo Hoàng đã chia sẻ đến cho quý vị, đó là không gian của phòng khách, phòng bếp và những điểm nhấn, những điều đặc biệt về bên trong căn nhà, đó là từ những thớ gỗ được ốp phun tường, phun trần, những chiếc đèn cổ kính. Vâng, thú vị, đặc biệt với căn biệt thự này, mức giá rất là ưu đãi, chỉ có 12 tỷ dành cho căn biệt thự cao cấp, hạng sang, hơn 300m², hiện hữu tại một vị trí tuyệt đẹp, giao nhau với những đường lộ lớn. Chỉ có 12 tỷ thú vị, 12 tỷ còn thương lượng mạnh với chủ nhà. Với những nội thất đi kèm như quý anh chị khách hàng đang thấy trên màn hình, đó là những nội thất cao cấp, nguyên khối được ốp phun tường, phun trần, những
Đồ gỗ trang trí được đặt bên trong không gian phòng khách, phòng bếp và những phòng còn lại sẽ dành tặng cho quý anh chị khách hàng. Và cuối tầng trệt của căn nhà chúng ta thì có một không gian sân thượng, sân phần sân ở phía sau như thế này, vừa là một phòng bếp phụ, phòng vệ sinh bên sau ở phía sau và một không gian trồng rau rất là thoáng và rất là hài hòa, ánh sáng và không khí từ bên ngoài rất là tuyệt vời, thú vị. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì tại khu vực Hồ Chí Minh cũng như là khu vực Thủ Đức và đặc biệt là khu vực thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An thì nhà đất Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm là biệt thự, nhà phố, nhà mặt tiền, những lô đất hai mặt tiền, những lô đất diện tích lớn, diện tích nhỏ và diện tích cực lớn với những vị trí rất là đẹp và đặc biệt với những mức giá rất là phải chăng. Vì vậy quý khách hàng đang có nhu cầu thì hãy gọi cho nhà đất Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Bảo Hoàng có thể dẫn quý khách hàng đến trực tiếp tham quan, khảo sát và làm việc chính chủ để quý vị khách hàng có thể thương lượng với một mức giá phải chăng phù hợp nhất với những sản phẩm đến từ kênh nhà đất Bảo Hoàng. Và ngoài ra, quý vị khách hàng, quý anh chị chủ nhà đang có những căn nhà, những lô đất cần bán thì cũng có thể liên hệ với nhà đất Bảo Hoàng để nhà đất Bảo Hoàng có thể phụ giúp quý vị khách hàng sớm ra sản phẩm, giải quyết vấn đề tài chính cho gia đình mình. Thưa quý vị. Vâng, và nhà đất Bảo Hoàng cũng rất chân thành cảm ơn quý vị khách hàng đã luôn luôn dành thời gian theo dõi những video, những sản phẩm đến từ kênh. Và để cùng đồng hành và đón xem những sản phẩm mới được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh mỗi ngày thì quý vị khách hàng chúng ta vui lòng bấm nút đăng ký kênh, nút thông báo hình quả chuông để có thể tiện xem lại video này cũng như đón xem những video được Bảo Hoàng cập nhật mỗi ngày trên kênh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ Bảo Hoàng xin mời quý vị chúng ta cùng lên tầng 1 để khảo sát tham quan. 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng chức năng làm phòng xông hơi, phòng tắm rất là đẹp. Ngoài ra chúng ta sẽ có 2 sân thượng ở phía trước, một cái khu vực hành lang, sân thượng phía sau. Và đây là phòng ngủ đầu tiên của nhà mình với thiết kế diện tích không gian khoảng tầm 40m². Vâng, rất là rộng rãi, rất là thoáng mát thưa quý vị. Còn đây là hành lang phía sau nối liền với 2 phòng ngủ của nhà mình, được rào chắn với những khung sắt rất là chắc chắn và rất là thông thoáng nhờ ánh sáng tự nhiên và không khí bên ngoài được đưa vào từ những bộ cửa sổ hay những bộ cửa bên hông hay là những cái khoảng trống ở phía sau. Và chúng ta sẽ đến với căn phòng ngủ thứ hai song song với căn phòng ngủ vừa rồi. Bằng tất cả, gần như tất cả những nội thất bên trong của căn nhà chúng ta đều được thiết kế từ những bộ gỗ, từ những cái khối gỗ nguyên khối nguyên tấm rất là đẹp và mắc tiền. Với căn phòng ngủ này chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh bên trong. Phòng ngủ đầu tiên thì không có phòng vệ sinh bên trong, còn phòng ngủ thứ hai chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh bên trong. Và đây là phòng ngủ thứ ba tại tầng 1. Một căn phòng dành riêng cho vợ chồng, đặc biệt là vợ chồng mới cưới thưa quý vị. Một không gian màu hồng rất là đẹp. Một chiếc giường cửa lớn, một tủ đồ bên tay trái màn quý vị và không gian còn lại là không gian dành cho các bức tranh, một chiếc tivi cửa lớn. Còn đây là không gian ban công phía trước sân thượng của căn nhà chúng ta với 2 cột trụ vuông ở phía trước ban công được ốp lát từ những cái phiến đá và đá hoa cương khá đẹp. Còn đây là không gian gara xe hơi của nhà mình với những chậu cây bonsai và những cây xanh được trồng bên trong không gian của gara nhà mình, vừa tạo bóng mát, bóng râm và cảnh quan cho căn biệt thự của chúng ta thêm sinh động và phong phú, cảnh quan rất là đẹp thưa quý vị.
Vâng, như bà Hoàng đã chia sẻ, phía trước và bên trong căn nhà chúng ta, đặc biệt là khu vực gara xe hơi, thì có những cây bonsai, cây cổ thụ, cảnh quan rất đẹp. Còn đây là mặt trước của phòng ngủ của nhà mình, với những khối bê tông rất là dày. Bên ngoài thì được sơn giả đá 4K, rất đẹp, rất bóng loáng. Còn bên tay trái màn quý vị đó là khu vực sân thượng phía trước, đối diện với phòng thờ. Sau đây bà Hoàng sẽ chia sẻ đến cho quý vị với những hình ảnh đi kèm. Còn đây là không gian của phòng ngủ thứ 3 tại tầng lầu số 1. Vâng, một không gian rất là ấm cúng thưa quý vị. Vừa hài hòa màu sắc của những bức tranh là biển cả, là quê hương, và phần còn lại là những bộ tủ gỗ nội thất, chiếc giường nội thất làm từ gỗ nguyên khối rất đẹp và kỳ công. Còn đây là không gian của phòng vệ sinh và phòng tắm, phòng xông hơi, được tích hợp bên trong tổng thể của một căn phòng rất là lớn. Rồi, ok rồi chị. Còn đây là hai phòng ngủ đối diện với phòng ngủ vừa rồi chúng ta vừa tham quan. Còn tầng lầu nữa à? Nhiều quá trời phòng này. Và đây là sân thượng phía trước. Vâng thưa quý vị, điều đặc biệt của căn nhà đó là những thớ gỗ nguyên khối được ốp phun tường, phun trần, và những chậu cây bonsai, những cây cổ thụ cỡ lớn phía trước ngôi nhà, cũng như là bên trong không gian gara xe hơi của nhà mình. Rất là đẹp thưa quý vị, hài hòa không gian bên trong lẫn bên ngoài. Và đây là phòng thờ của nhà mình, một không gian vừa phải để chúng ta bố trí làm phòng thờ, khang trang, yên tĩnh, đẹp. Và chúng ta sẽ đến với phần sân thượng phía trên. Chúng ta sẽ có 3 sân thượng thưa quý vị. Một sân thượng tại lầu tum mà bây giờ Bảo Hoàng sẽ chia sẻ đến cho quý vị. Hai sân thượng phía trước, một phần sân ở phía dưới tầng trệt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần sân thượng tại lầu tum, khu vực cuối cùng của căn biệt thự trong buổi sáng hôm nay. Đây là phần sân thượng, phần tum thì chúng ta sẽ có phần sân thượng và một phần nhà kho ở phía trên, với không gian rất là rộng, bố trí làm khu vực phòng tập thể dục, phòng tập yoga, sân phơi đồ cho căn nhà của chúng ta. Ở mặt trần thì được che chắn với những cái lớp cách nhiệt, lớp tôn lạnh ở phía trên, và khu vực để các cái trang thiết bị của căn nhà như là bồn nước, máy nóng lạnh, vân vân, và khu vực không gian rộng rãi để bố trí làm sân tập thể dục thể thao, sân phơi đồ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những hình ảnh về một căn biệt thự đặc biệt hiện hữu tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trên những trục đường cực lớn, đó là trục đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, trục đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngã tư Chiêu Liêu. Một vị trí tuyệt đẹp với những tiện ích đi kèm rất là gần với căn nhà chúng ta, trong khoảng cách bán kính là 250m. Một căn biệt thự với diện tích trên 300m², ngang 8m và chiều sâu nở hộ 9m, chiều dài 38m, một trệt, một lầu, 4 phòng ngủ, một phòng thờ, 3 sân thượng phía trên, một sân thượng ở phía dưới, một phòng khách, phòng bếp, gara cực rộng, trục đường cực lớn, với thiết kế nội thất tuyệt đẹp và cao cấp, nhưng chỉ bán với mức giá 12 tỷ, còn thương lượng mạnh trực tiếp với chủ nhà. Vì vậy, với quý vị khách hàng đang có nhu cầu mua để ở hoặc đầu tư với một căn biệt thự tuyệt vời với mức giá cực rẻ như thế này, thì hãy gọi cho Nhật Bảo Hoàng để đến tham quan và khảo sát căn biệt thự tuyệt vời này. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những sản phẩm, những video tiếp theo.